xã Tân Phong năm 2023 ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, năm 1941, ngay sau khi về nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã viết lời hiệu triệu đoàn kết tất cả các bậc phụ lão, trong đó bác viết: đất nước hưng thịnh là do phụ lão gây dựng, đất nước tồn tại là do phụ lão giúp sức, đất nước bị mất thì phụ lão cứu, đất nước suy sụp thì phụ lão phù trì. Nước nhà hưng suy tồn vong, phụ lão đều gánh trách nhiệm rất nặng nề. Đối với gia đình, đối với tổ quốc, phụ lão có trọng trách là bậc tôn trưởng. Đối với làng xóm, đối với bà con, phụ lão có sự tín nhiệm lớn lao. Ngày 21 tháng 5 năm 2023, được sự nhất trí của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Tân Phong, Hội người cao tuổi xã Tân Phong long trọng tổ chức chương trình giao lưu dân ca, dân vũ năm 2023 với ý nghĩa góp phần làm phong phú đời sống tinh thần để các hội viên sống vui, sống khỏe, sống có ích. Về dự cổ vũ chương trình hôm nay, thay mặt ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các vị đại biểu, khách quý. Xin được trân trọng giới thiệu ông Đỗ Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Tân Phong, xin nhiệt liệt chào mừng. Xin được trân trọng giới thiệu ông Trịnh Văn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Phong, xin nhiệt liệt chào mừng. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thế Nghĩa, Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Tân Phong, xin nhiệt liệt chào mừng. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các ông, các bà là trưởng, phó, các tổ chức đoàn thể, bí thư, phó bí thư các chi bộ, trưởng các thôn dân cư, xin nhiệt liệt chào mừng. Bây giờ chương trình hôm nay còn có sự hiện diện của đông đảo các ông, các bà, các bác là hội viên Hội người cao tuổi cùng toàn thể bà con nhân dân trong toàn xã đã về cổ vũ động viên cho chương trình. Xin được cảm ơn và nhiệt liệt chào mừng. Tiếp theo chương trình, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Thế Nghĩa, Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Tân Phong lên khai mạc chương trình. Xin trân trọng kính mời ông. Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Tân Phong, kính thưa ông Trịnh Văn Hưng, Đảng viên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể nhân dân, được sự quan tâm của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc xã và các ban ngành đoàn thể của địa phương, hôm nay Hội người cao tuổi tổ chức chương trình giao lưu dân ca dân vũ năm 2023. Tôi thay mặt ban tổ chức xin cảm ơn sự ủng hộ của Công ty Cổ phần Điện lực xã Tân Phong, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp, các chi hội người cao tuổi và các cá nhân đã góp phần cho sự thành công của buổi giao lưu văn nghệ hôm nay. Tôi xin tuyên bố khai mạc chương trình giao lưu dân ca dân vũ của Hội người cao tuổi năm 2023. Chúc cho hội, cho buổi giao lưu văn hóa văn nghệ của chúng ta thành công rực rỡ. Xin trân trọng cảm ơn. Dạ vâng, thay mặt ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Thế Nghĩa, Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Tân Phong. Chúc ông và gia đình luôn mạnh khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Tiếp theo chương trình, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đại diện chi hội người cao tuổi các thôn lên nhận hoa và cờ lưu niệm từ ban tổ chức. Mùa xuân, tiết mục múa với sự thể hiện của chi hội người cao tuổi
thôn Nam Bản. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Em trong lên nghe tiếng nói.
của chi hội người cao tuổi thôn Tiền Phong. Xin một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
Lời đầu tiên tôi xin kính chúc các quý vị cùng các anh chị em trong hội trường ngày hôm nay, và tôi xin chúc các quý vị cùng các anh chị một nhiều sức khỏe tốt nhất và vui vẻ và hạnh phúc ạ. Sau đây tôi xin hát bài Miền Trung Người Bắc. Thank you.
theo chương trình văn nghệ hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với những điệu dân vũ Bác đang cùng chúng cháu hành quân với sự thể hiện của các chú bộ đội đến từ chi hội người cao tuổi thôn Mỹ Đô. Xin mời chào các em thật lớn để cổ vũ ạ. Thank you.
Nam với điệu múa Từ Làng Sen. Xin một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thiên Huy với sự thể hiện của nghệ sĩ Thu Hà. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
theo chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với chi hội người cao tuổi thôn Nam Nhân với điệu dân vũ Dòng Máu Lạc Hồng. Xin mời chào mọi người thật lớn để cổ vũ. Oh,
Dương Bắc với sự thể hiện của chi hội người cao tuổi thôn Thịnh Đức. Xin một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ. Thank you.
tiếp theo chương trình Văn Nghệ Hôm Nay. Xin mời quý vị cùng đến với tiết mục Gửi Anh Một Khúc Ca Chèo, sáng tác và thể hiện nghệ sĩ Thúy Là đến từ thôn Yên Định. Xin mời chàng trai tài lớn để cổ vũ. Bye.
dạy với sự thể hiện của ca sĩ Hữu Thảo đến từ thôn Nam Bản. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
xin mời quý vị cùng đến với điệu dân vũ Nèo Đầu Bến Quê với sự đề nghị của các bác trong chiêu hồn người cao tuổi thôn Tân An. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tiếp theo chương trình văn nghệ hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với điệu dân vũ Người Đến Từ Triều Châu với sự thể hiện của các vũ công đến từ thôn Thịnh Đức. Xin mời chàng bàn tay thật lớn để cổ vũ. Thank you.
Và kính thưa quý vị, về với chương trình giao lưu ngày hôm nay, Đình Phúc cũng rất muốn được gửi tới toàn thể quý vị một ca khúc. Và ca khúc tiếp theo, xin mời quý vị thưởng thức ca khúc Nơi Đỏ Xa, một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Thế Song. Đình Phúc xin được gửi tới quý vị. Xin quý vị tạm ứng cho Đình Phúc một tràng pháo tay được không ạ? Xin mời quý vị cùng đến với điệu múa bài ca Thống Nhất với sự thể hiện của chi hội người cao tuổi thôn Yên Định. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng thưởng thức một điệu dân vũ hết sức sôi động mang tên Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non, với sự thể hiện của chi hội người cao tuổi thôn Tiền Phong. Xin mời chào các bạn lớn để cổ vũ. Thank you.
với chi hội người cao tuổi thôn Trường Thư với điệu múa Người về thăm quê. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với điệu múa Hội Làng Quê Em với sự thể hiện của chi hội người cao tuổi thôn Nam Bản. Xin một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ.
Và điệu múa hội làng quê của thôn Nam Bản cũng đã khép lại chương trình giao lưu dân ca dân vũ hội người cao tuổi xã Tân Phong ngày hôm nay. Một lần nữa, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được cảm ơn các vị đại biểu, khách quý, các nghệ sĩ, diễn viên, hội viên hội người cao tuổi cùng toàn thể bà con nhân dân đã về dự cổ vũ động viên và đóng góp vào thành công của chương trình. Ngày đừng gì hơi em, sống chờ, sống chờ, sống chờ với.